Ngày xưa anh làm cho anh Hưng ở Bạch Mai ở phố Lối, chứ không phải là phố Lối. Kể cả dùng từ những con Aluka mà đời cổ đặt chân dựng hình 3D giống như cái bóng mặt này, ví dụ như này, nó vướng một cái sợi dây rốn đây đúng không? Em muốn loại bỏ cái dây rốn, một là dùng hoa UD để cắt, hai là có thể em tăng cái T-hot này lên, nó sẽ bào mòn về mặt đi nhá. Đấy, nó chỉ có những chức năng là thôi, không phải là cao siêu gì thôi nhé. Mình cho về một hình mình chỉnh được, anh không phải chia đôi, không phải chia đôi đâu. Anh làm quen một hình. Anh đang đặt hoạch định cho em về một hình. Khi em chỉnh được một cái tiêu cực tốt, hoặc là ấy em nhấn vào cái menu này, nó sẽ nhớ hết những cái gì của em đã chỉnh nhé. Ví dụ cái này đang ở alo này, nó đang ở 50 thì nó sẽ cố định ở 50 luôn nhé. Sáng lên thì lúc mà cái hình chưa có Oniki thì nó hơi mờ, nhưng không điều là nó sẽ cái bờ lai này cứ để mặc định khoảng 50 thì vẫn là tốt nhất, nó sẽ ra ảnh đẹp. Phòng khám mới này mà thầy ạ, mình thấy có bước đầu thành công rất là tốt ấy. Dần dần khắc phục những lỗi nhỏ. Nam ra học chuyên khoa này ra được lâu chưa? Em mới ra từ tháng 6. À thế thì dần dần chú còn siêu này. Thì anh chỉ bảo em thêm. Hơn bố. Nó có một cái chức năng full màn hình nhưng mà anh chưa biết đặt full hôm nay. Nhưng nó phóng cả toàn bộ luôn này. Rất là đẹp. Nó để lúc nào cậu kỹ thuật về đây xong bỏ cái nó cài. Nó đây là cài thế là xong, anh chưa biết cái đấy thì anh đây là bảo cậu cài cho. Nhưng đó, anh đặt mặc định hết rồi nhé. Chứ ấn phát mà nó cái mặt nó quay ngược xuống dưới hay là đi đâu nhìn không thấy luôn. Ví dụ đây 270 150, em lần ra nó không hỏng được đâu, bổ thoải mái. À mình để mặc định 90 hả anh, là tự... thấy luôn cái mặt nữa phải quay. Mũi to anh nhỉ? Không to đâu, đang người như dây rau đấy, mũi này mũi của mẹ. Chế xấu rồi. Giống bố nó mới đẹp. Không, nói chung là đẹp trai. Nếu như có bệnh nhân ấy thì mà họ mang theo cái USB có cho người ta hiện ảnh này rất là hay. Hoặc là cô nhân viên này có mẹ làm nhanh đẹp hành tục rồi gửi có mail. Trước mấy anh Tuyền anh dặn là thêm một cái cáp nữa thì tốt quá, thì mình chuyển dữ liệu sang máy tính luôn á. Thì mình gửi qua Facebook cho họ để nó có thể cả mạng LAN với cả mạng dùng. Cái này chưa cài mà có 2 đến 3 cái này có cả dây mạng. Có ạ, nó có 10 mạng cả mạng cả LAN.
lắp cái dây lan và sau các chú cài sau đấy và chia ra. Thế hình ảnh hiện tại giờ bọn em vẫn phải chụp à? Vâng, vẫn chụp ạ. Ồ, thế thì chưa được. Nó cái máy của mình là xài hệ thống mạng ra, mình cắm cái cáp ở bên đây vào thì lại phải rút cái mạng kia ra. À, nên bây giờ là mình phải chia ra. Thế thì em hơi bất tiện, hơi vất vả cho cô này. Nếu lượng bệnh nhân khoảng 100 bệnh nhân như anh thì các em không làm kịp được, cứ ngồi đấy chụp ảnh không đã chết rồi. Nó chia sẻ sang máy tính mà cài cái đấy dễ, cài đấy ra cái là nó chuyển sang máy tính luôn. Bây giờ là về mặt kỹ thuật thì mình sẽ cần một cái cục chia. Vâng, đúng rồi, chia hai cục chia để cắm được hai cái. Em ơi, cái mạng ấy em bắt wifi đi, mạng của máy tính bắt wifi. Ừ. Còn cái cổng mạng wifi á, máy bàn đâu bắt wifi có được mua đủ 200 ngàn. Để về cài wifi cho máy tính. Đây nhá, nhiều wifi là vào Unity rồi nhé. Vâng. Ví dụ là cái này nó đang ở phía hot này, lấy nó sai, em vâng. Chỉnh cái này. Vâng, vâng. Khi nào nó có người khác chỉnh của mình thì ấy nhé. Mình cứ để mặc định cho anh cái lay hot này là không này, cái này lay vớt là 40 này, vâng. Nhé. Vâng. Ừ. Cái này dễ lắm, không khó đâu. Em dùng cái máy này dần dần xong em điện nó, vâng. Bởi vì cái ưu việt của nó rất là nhiều. Như anh nói luôn nhé Hải nhé, dạ. Ở quê siêu màu phải có màu nên các em đây toàn người nhà, vâng. Anh nói luôn là không có màu người ta không tin tưởng đâu, người ta bảo ôi siêu 4D thì lại đẹp trắng, người ta không hiểu, vâng. Mà một người không hiểu nói nhiều người nghe thì rất là nguy hiểm nhé, nên bắt buộc các em phải làm cái hình nổi cho biết là dân trần đoán như vậy mình thích màu đen trắng nhìn nó dễ. Nhưng có một điều, nếu làm nghề bắt buộc là các em phải những cái nhỏ đấy là các em phải nắm bắt được. Thai sản làm tốt chưa em ạ? À, em tim thai em cắt chưa cắt được tim thai để xem có bị bất thường ấy. Làm chưa được. Thai con em đây, cái chỗ này nó để chuyên đầu dò này, nó có chức năng gì này, vâng. Chức năng xem tim à, này cái quy tờ đấy, ví dụ em chuyển về đây cho anh màu chuyển máu hết. Có ai để mặc định cái này đây? Ngược thường cắt lát tim thì anh nói luôn là cái tim thai bất thường, tim thai em xem bốn buồng nó không đều nhau là chắc chắn bất thường, đấy là cái phát hiện dễ nhất. Cái phát hiện dễ thứ hai là nếu như thông liên thất, thông liên nhĩ không nói, thông liên thất thì cũng không khó đâu nhé. Bất thường nó có những bất thường này, bất thường quay động mạch chủ, quay động mạch phổi. Thường thường là nó hay có một cái bệnh lý gặp là cái bất thường ở quai động mạch phổi, nó sẽ làm giãn buồng tim, cái đấy là đa số gọi hẹp eo nhé, hẹp eo quai động. Cái đấy có khi em còn thông hơn anh đúng không? Đâu em quay vào cái chức năng này thì em cắt nó sẽ ổn hơn. Dạ. Đây là mình đang làm quen. Đây. Vâng, làm bên kia, đúng ngược lại. Em đặt lại cái này. Không, chắc em có thể anh đẹp anh đặt. Chắc em bữa tim em chưa làm siêu âm tim bao giờ mà. Tim người lớn em cũng chưa có làm được. Không, siêu âm tim nó hơi khó. Không có thầy nào dạy nữa, cảm thấy nó hơi khó thôi. Thầy dự nghiến mày mọi em xem clip trên mạng này. Ừ. Tập từ từ chắc là tập từ từ ok mà. Cái này nó đang ở UCT, nó sẽ hình nó rất là chậm. Vâng. Bỏ nó đi.
nhất cái chương trình của 2-3 sớm này, của cái máy này nó hình ảnh rất là sâu và nét. Hơi nhiều thôi, nhớ lúc nào đâu rồi ấy. Và nó hiện cái dòng chữ này. Đây nó có rất là nhiều màu cho em lựa chọn. Nhớ cho em ở quê siêu màu phải có màu một cái ấy đấy, quy chuẩn đấy hả? Người ta không hiểu màu, người bác sĩ hiểu hoặc là người hiểu biết người hiểu, nhưng mà dân thì không hiểu đâu. Khi mà vào cái Unity thì chỉnh chậm thôi, bởi vì cái này phần nó rất là nặng, phần mềm nó rất là nặng, mình nó xoay veo 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 cái có thể xoay quá nhanh nó gây đơ máy, nó không xử lý kịp nó sẽ đơ. Nó giống như bên cái máy tính đời thấp mà cho cái cạc màn hình đời cao chỉnh ảnh nhanh sẽ bị đấy. Đấy nhá, tăng cái khí hot nên nó sẽ mất cái dây rốn đúng không? Đấy, nhìn đây nó sẽ lộ bề mặt nhiều. Đây anh giảm khí hot thì thấy cả dây rốn đúng không? Cho để chú ấy, vâng. Lát nữa cần ấy, em cho bệnh nhân vào trước.